Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai, mùng 10 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, thì tại miền Bắc, thời tiết trong 3 ngày tới phổ biến sẽ là trạng thái nhiều mây, có sương mù, mưa nhỏ vào thời điểm về đêm và sáng, với mức nhiệt thấp nhất ban đêm chủ yếu dao động từ 18 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Ban ngày thì thời tiết tạnh ráo và ít có mưa, nền nhiệt tiếp tục tăng lên, trưa và đầu giờ chiều trời nắng, thời tiết ấm áp. Mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến từ 23 đến 27 độ, riêng phía Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc của Sơn La thì có nắng, nên nhiệt độ ở mức từ 28 đến 30 độ, có nơi cao hơn. Dự báo xa hơn, đến ngày 11 tháng 3, một đợt không khí lạnh sẽ được tăng cường xuống Bắc Bộ. Tuy nhiên cường độ không mạnh và lệch đông, vì vậy khu vực Đông Bắc sẽ xuất hiện mưa rào rải rác vào ngày 11 tháng 3, sau có mưa vài nơi. Đối với Trung Bộ trong 3 ngày tới, thời tiết phổ biến là ít mưa. Riêng khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong sáng sớm thì trời cũng khá nhiều mây, có sương mù xuất hiện. Mức nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần mỗi ngày. Nhiệt độ cao nhất ngày tại các tỉnh phía Bắc miền Trung phổ biến ở khoảng từ 25 đến 28 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 29 độ. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ thì dao động ở ngưỡng từ 28 đến 31 độ, riêng Ninh Thuận và Bình Thuận có nơi xấp xỉ ngưỡng 32 độ. Hôm nay nắng nóng vẫn sẽ tiếp tục là thời tiết chủ đạo tiếp nối chuỗi ngày nắng và khô nóng ở các tỉnh miền Đông của Nam Bộ, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh. Cường độ nắng mạnh nhất vào trưa chiều với nhiệt độ có thể đạt ngưỡng từ 31 đến 34 độ tại vùng cao Tây Nguyên, có nơi cao hơn 35 độ, với nhiệt độ cao nhất trưa nay phổ biến từ 36 đến 38 độ, các nơi khác dao động từ 33 đến 35 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước mùng 10 tháng 3 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Riêng vùng núi đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 23 đến 26 độ, phía Nam từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng miền Đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, miền Đông có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,
gió đông đến đông nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 5. Vùng giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.